Cô ta muốn yêu thì không muốn lấy. Bây giờ cũng cách đây khoảng 2 năm nay rồi. Rồi hiện giờ là trống trơn chưa? Bây giờ là gọi là lính phòng không. Lính phòng không. Dạ, yêu là cũng phải lấy luôn đúng không? Yêu là lấy, không yêu thì thôi. Dạ. Nhiều khi có cơ hội cũng là điều tốt và có khi chưa chắc đó là điều tốt. Và bây giờ thì anh trai đã ngồi đây rồi. Dạ, xin phép anh bây giờ Tường sẽ ra ngoài và mời bạn gái của mình vào rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện anh nha. Dạ. Rồi mời anh chị mở mặt nạ ra. Rồi chào anh chị. Mời anh nói trước ạ. Giới thiệu thông tin cá nhân của anh. Tên là Nguyễn Văn Cường. 59 tuổi, đến từ Vô Vấp. Wow, 59 tuổi thiệt hả anh? 9 tuổi. Ồ, vậy anh quá trẻ luôn á. Có ai nói anh trẻ hơn tuổi không? Dạ em nói lần đầu tiên. Cái gì em nói lần đầu tiên, mệt ghê. Anh đang làm công việc gì anh? Trước là nhà máy đóng tàu Ba Son. Dạ. Sau đây đi tàu biển, tàu Bình Dương nước ngoài. Nghỉ hưu rồi. Rồi hiện tại anh đang sống với ai? Bây giờ đang sống một mình. Rồi, mời em chị giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào mọi người trong trường quay, chào anh bên kia. Em tên là Ngà. Ngà. Dạ, năm nay em 42 tuổi. 42 tuổi là sinh năm 78. Sinh năm 77 á. 77 là bằng tuổi Cát Tường đó. Hiện giờ mình đang làm công việc hiện gì? Hiện giờ em đang làm quản lý nhà hàng ở bên quận 12. Hiện giờ em đang sống với ai? Dạ, em sống với con gái với lại mọi người trong nhà hàng, em ở đó luôn. Ở trong nhà hàng luôn? Em ở đó luôn. À, quận 12 bên đây Gò Vấp thì cũng gần ha anh ha. Chà, vậy là hợp lý rồi nè. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em siêng năng á, nhưng mà điểm yếu của em là hơi quyết đoán, hơi khó tính một xíu. Làm quản lý phải khó tính, đúng rồi. Nhưng mà em hơi khiêm tốn rồi, điểm mạnh có thể là còn vui vẻ, hoạt bát, nhanh nhẹn nữa đúng không? Làm nhà hàng mà. Nhưng mà đôi khi người bạn trai của mình sẽ không thích điều đó đâu. Đúng rồi. Tình yêu là phải có niềm tin, đó là công việc thôi mà. Còn anh, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Mạnh là tức là không hút thuốc, không uống rượu. Dạ. Không cà phê mà không bài bạc, không cá độ gì hết. Vậy cái gì là có anh? Thì nên là mình nhút nhát trong đám đông, không tự tin. Dạ. Hay nói lớn tiếng thì chúng ta không có gì cả được. À, kiểu trên, nói trên lớn tàu tiếng. Chắc nói lớn mới nghe anh. Đúng hả? Rồi. Tao dạ. Tao nó ôn, nói lớn nó quen. Dạ. Bây giờ người ta tưởng là nói người ta chứ người ta không phải là vậy. Dạ. Hay nhai, hay ngủ nhai nhai. Nhai gì? À, nhai là ngủ vậy? Người nhai. Ôi sao anh biết à, ai nói với anh là thế người, thế là còn đứa cháu nó ngủ chúng nữa. À. Thì nó nói vậy thôi. À. Đấy, mà thôi lúc ngủ cũng chẳng ai để ý đâu anh ơi. Rồi. Anh quá. Ở một mình rồi trong việc nhà anh tự làm hết luôn. Tức là tự làm, từ nấu cơm, từ đi chợ, nấu ăn làm tốt hết. Dạ. Nhưng mà anh ở một mình thì anh làm, ví dụ sau này có vợ thì anh có phụ vợ những công việc đó tất không? Tất nhiên rồi, tôi trước đây vợ chứ bao giờ giặt quần áo tôi chỉ giặt. Vậy luôn á hả? Có lần giặt quần áo để ngâm chung, vợ nó còn lấy ra quần áo vợ giặt mỗi quần áo của vợ. Ở với nhau được bao lâu rồi, có mấy mặt con anh? Tức là có 3 đứa. Dạ. Ở 19 năm. 19 năm. Đấy. Đi tàu biển, đi nước ngoài sau đó là vợ chồng lục đục thế là ghen tuông rồi bỏ nhau. À, bao lâu rồi anh? Bỏ nhau là 10 năm. Thì vợ cái nó tham vọng nhiều quá, nó xúc phạm nên cái này nhiều, cái này chửi anh em họ hàng, nó chửi láng hết. Nhưng mà sống với nhau 19 năm thì 19 phải hiểu năm. Nhau chứ anh cũng thấy những cái tính tình người ta thay đổi không biết chứ sao chả. À hiểu. Có nghĩa là sau mới thay đổi sau mới thay đổi thì cùng nói ngồi nói với nhau thì nói là bây giờ nếu không thay đổi tính là bỏ. Thì cô ta đang thách thức là rồi là bỏ thì ăn mừng, nhưng mà sống bỏ sống là cô thì nhờ anh em này kia thì nói kéo lại, nhưng mà Cường không chấp nhận, anh chấp nhận này bỏ rồi là rồi không chấp nhận. Hồi đó đi tàu biển thì người ta đâu biết mình là ai trong khu phố đâu, sau từ đó đi ra làm ngoài dân phố thì nó mới hiểu được. Ba đứa nhỏ là bao nhiêu tuổi? Thế là bây giờ là lớn đi học đại học ra trường rồi. Dạ. Mới đi làm rồi, còn sau đó mình lấy một vợ khác là có người mai mối á, thì lấy cũng đi làm xa đi tàu biển, sau đó cô đi ngoại tình. Người tình ngay là người tình với bạn mình, bạn của chồng. Đầu tiên thì nói là ông đó là ông đó thằng gái giỏi lắm đấy. Thì cô không nghe, con này bạn của anh. Ý như rằng sau đó cô ta là bị dính lại, đi khách sạn với ông kia. Rồi sao anh biết? Giỏi giỏi sao phát hiện ra sao anh bỏ luôn. 4-5 năm. Mà cái cô vợ đó là cũng có kết hôn đàng hoàng đó. Kết hôn, vợ nào kết hôn đàng hoàng hết. Mình lấy cái đàng hoàng, công nhận của pháp luật đàng hoàng. Sau đó cũng lý gì là cũng có đơn ra tòa đàng hoàng. Dạ. Chứ mình phải lấy. Mà cô sau thì mình ở được bao lâu? Cô sau thì ở được 3 năm. Có con không anh? Có một đứa con gái 8 tuổi. Bây giờ cũng ở với cũng cổ ở luôn. Với mẹ. Dạ. Yeah. Rồi suốt 5 năm nay thì lại không chưa. Không, sau đó cũng có quen một cô, nhưng mà cô này thì cô thì khi quen thì cô này yêu thôi. Thì cô không lấy thì không chấp nhận. Có nghĩa là anh là quen nhau, yêu nhau là phải lấy nhau. Dạ, yêu nhau là phải lấy, không yêu yeah. thôi. Yeah. Thì cô ta muốn yêu chứ không muốn lấy. Bây giờ cũng cách đến khoảng 2 năm nay rồi. Rồi hiện giờ là trống trơn chưa? Bây giờ là gọi là lính phòng không. Lính phòng không.
Dạ, yêu là cũng phải lấy luôn đúng không? Yêu là lấy, không yêu thì thôi. Dạ. Yêu chân chính, đàng hoàng. Dạ, chân thật chứ không có chân giả. Dạ. Chân giả. Rồi còn mình thì sao? Em ly dị cũng 13 năm rồi. 13 năm. Trước đây thì em có nuôi một bé trai, con trai em bây giờ nó cũng lớn rồi. Em ở Lâm Đồng, không phải là dân ở dưới này. Vì con gái em vào đại học ấy, nên là muốn ở chung, hai mẹ con ở chung với nhau ấy, nên em chuyển xuống đây để sinh sống. Vậy là mình có hai cháu. Có hai cháu. Còn bé trai thì vẫn ở trên Lâm Đồng. Bé trai của em lớn lắm rồi, bữa nay nó tự lo được ở nhà làm rẫy rồi này nọ rồi. Ở Lâm Đồng một mình? Có ngoại, gia đình em ở trên đó hết mà. À, dưới đây hai mẹ con là ở trong cái chỗ của em làm luôn, là con chỗ đi học. Em làm cũng là anh em. Tại sao mối tình đó mình lại chia tay? Tại mặt con có lẽ là do thời đó em còn nhỏ, mình chưa được chỉnh chu á, mà gia đình thì là người Bắc á, có nhiều cái phong tục, với lại có nhiều cái mình không thể nào, nói chung là làm dâu hả, tức là làm dâu nên không được. Mà hai vợ chồng ở với nhau được bao lâu? 6 năm vậy đó. Bây giờ có còn gặp lại anh đó, anh có gia đình mới hết rồi chứ đúng không? Anh có gia đình mới nhưng mà cũng ít khi gặp lắm. Mà có gặp cũng không liên quan gì. Suốt mười mấy năm qua thì mình có mối tình nào khác nữa không? Có, cách đây cũng lâu rồi. Mình có quen một người ở Sài Gòn nhưng mà cũng vì khoảng cách địa lý hay là nói chung là nhiều vấn đề. Em nặng gia đình á, còn con cái chưa có lớn á, chưa có nghĩ cho bản thân em. Cho tới bây giờ thì con cái em cũng lớn, em đang muốn nghĩ tới cho mình một xíu. Nhưng mà bây giờ yêu có lấy không? Yêu thì lấy. Yêu là lấy đúng không? Dạ. Tại vì quan điểm anh bên này cũng rất là rõ ràng, yêu là phải lấy. Chứ còn gọi là hãy cứ là tình nhân thì anh không chịu. Đó. Em thì cũng muốn có một người sống với mình nghiêm túc, mà sống phải lâu dài. Quan điểm của em là muốn lấy một người chủ yếu là để già, có người mà cùng ăn cơm, cùng chia sẻ, cùng... có nghĩa là đi dạo hay là bất cứ một cái gì đó thôi, chứ còn không phải là để nương tựa. Tại vì quan điểm của em không muốn nương tựa vào bất cứ ai cả. Đúng rồi, để hữu hỷ lúc tuổi già. Rồi công việc của cô này thì hồi nãy anh cũng nghe cô nói rồi đó, cô đang làm trong môi trường nhà hàng thì chắc chắn sẽ có tiếp xúc nhiều người đi ra đi vào, trai có gái có. Thế thì về quan điểm về để vợ đi làm hoặc là về những quan hệ xã hội thì anh có cái suy nghĩ như thế nào? Chúng là con gái mà làm bất cứ chỗ nào vậy thôi, quan trọng cái bản chất con người đấy. Mình làm ở đâu vậy thôi, mà quan trọng cái tấm của mình. Yeah. Đứng đắn hay không? Yeah. Là quan trọng nhất. Giờ giấc làm việc em sao em? Thường xuyên về trễ lắm. Đến 11 giờ em mới giấc, tại vì em còn quản lý cả doanh thu này nọ. Nên phải chốt được tiền xong em mới dừng. À, nhưng mà từ sáng luôn hay là từ chiều? Thường là sáng 10 giờ là em có mặt rồi để chuẩn bị mọi thứ. Nói chung là hiện giờ thì em sống đó giống như một giống như là ở nhà của em vậy luôn thôi. Rồi. Còn nếu trường hợp mình từ chỗ khác tới làm thì cái giờ giấc là như vậy đúng không? Anh có đồng ý để cô tiếp tục cái công việc của cô hay không? Dù là phải 12 giờ đêm là cô mới về. Sống phải làm việc mà. Không quan trọng việc gì hết cả. Mà mình thì biết giữ bản thân mình. Vậy là cơ bản là em thấy cũng thoải mái rồi đó. Rồi, em muốn tìm một người bạn đời, một người bạn đồng hành với mình trong tương lai là người như thế nào? Em không cần người đó phải cho em cuộc sống giàu sang, sung sướng hay là gì hết. Em chỉ cần người đó là thật lòng và thật tâm thôi. Nếu mà người mình có được hai chữ đó thì cái gì mình cũng có thể tha thứ hay có thể mình vượt qua được hết. Đây, em có thể nhìn tìm thấy ảnh trong này thử xem. Anh 59 tuổi hả? Ấy còn anh thì anh mong muốn tìm một người bạn đời của mình như thế nào? Thì thấy hồi này phải cao thì 1m55 trở lên thôi. Không mập quá, đừng ốm quá. Khỏe mạnh là được. Khỏe mạnh, đấy, trắng trẻo tí được. Tức là không phải cần vì đẹp lắm, miễn là nhìn được. Chỉ ước gì như thế thì không cần gì đẹp nữa. Của mình cũng lớn rồi. Nãy giờ qua trò chuyện, anh hình dung cô này như thế nào? Anh tưởng tượng đi, đưa tải em nghe coi. Vậy mới khó mới đố anh chứ. Giờ anh nhắm cổ cao khoảng nhiêu? Chắc cũng phải 50-55 như đấy thôi. Mập hay ốm? Tức là cũng hơi mập tí xíu. Lý do sao anh đoán cổ hơi mập mập? Thì đó là làm nhà hàng chắc nghĩ cũng không mập. Rồi. Tóc dài hay tóc ngắn, cổ ăn mặc như thế nào? Chắc là mặc đầm. Mà anh cũng thích con gái mặc đầm. Chứ không thích con gái mặc quần tây đâu. Sao vậy? Thích con gái mặc đầm. Nhìn đúng phụ nữ. Đúng gọi là nó mềm mại. Còn nó cũng tấy nó cũng khô khan. Hơi cứng ha. Cứng nó cũng thích. Rồi, tóc dài hay tóc ngắn? Tóc chắc cũng ngang vai thôi. Trời, hay quá ha. Đen hay trắng? Tóc chắc hơi nhuộm hạt dẻ. Không rồi, da đen hay da trắng? Da cũng không đen mà cũng không trắng, hơi bình thường. Mắt mũi miệng? Mắt thì hơi khó. Cái nãy giờ em thấy anh đoán là cũng tương đối là trúng hết rồi đó. Anh hay quá, kinh nghiệm sống gừng càng già càng cay nha. Không có đâu, nhát gái làm gì có mà cái... nhát gái nhưng mà cũng hai mối tình rồi.
Rồi em không có đoán ra được ảnh không? Em cảm nhận thử coi. Em chỉ nghĩ là mời hai anh chị sẽ nhìn nhau ở cái nhìn đầu tiên và sẽ nói cho nhau nghe cái cảm xúc của mình như thế nào ha. Chào em. Hồi được gặp em thì cũng tặng em bó bông. Em cũng tặng anh em này. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Trước tiên là hỏi anh trước ha. Thế có giống như những gì anh tưởng tượng nãy giờ không ạ? Được bao nhiêu phần trăm? Chúng anh nhìn thấy thì cũng đạt yêu cầu. Những em bên ngoài thì anh nhìn cảm thấy được. Khi mở cửa trái tim này ra thì trong lòng anh có cái cảm xúc gì không ạ? Thật cảm thấy rất vui. Thế còn em? Em cũng không biết cảm xúc như thế nào. Nhìn thấy anh thì em có... Không, thì em cứ nói thẳng, coi nhìn anh như thế nào. Em thấy anh trẻ hơn tuổi so với tuổi anh nói. Thì không phải em định anh nha. Anh... Rõ ràng 59 tuổi là trẻ đúng không em? Cỡ chừng 53, 54 là em tối đa. Em thấy ở trong hình anh xấu hơn. Đúng em. Rồi, anh không ăn ảnh. Bây giờ Tường sẽ mời hai anh chị sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Dậu Hậu Food. Rồi chúng ta sẽ có thời gian riêng để tâm sự với nhau ha. Mời hai anh chị thưởng thức món ăn rất ngon của nhà hàng Dậu Hậu Food. Tôm càng rang tỏi nè, heo quay da giòn nè, đậu que xào nấm linh chi và cơm chiên gạo lứt thịt cua tay cầm. Ồ, thơm phức luôn nha. Trình bày rất đẹp mắt và đảm bảo ăn rất ngon miệng. Bây giờ anh chị vừa ăn cơm vừa tâm sự với nhau. Một chút xíu nữa Tường sẽ quay trở lại nha. Cảm ơn dạ. Tường. Chúc hai anh chị ngon miệng. Mời em ăn, còn đói bụng. Nhà em ở Lâm Đồng mà. Em ở cách Bảo Lộc 10 km. Bảo Lộc anh cũng đi rồi. Còn anh quê thì quê gốc của người Nghệ An. Anh vào đây lâu chưa? Vào được 40 năm rồi. Nhà em vào Lâm Đồng được 30 năm. Thì em quê đâu, gốc đâu? Quảng Ngãi. À Quảng Ngãi. Quảng Ngãi cũng miền Trung luôn. Dạ, 8 tuổi là em vào Lâm Đồng. Thì bây giờ anh hoàn cảnh như thế thì em nghĩ thế nào? Trong lúc này em chưa biết nghĩ thế nào. Nhưng mà thời gian hẹn hò thì em hẹn thời gian được thế nào? Thật ra em rất là ít thời gian luôn á. Thời gian ít cũng phải có thời gian hay sao? Đa phần là em dành cho công việc. Có khi có ngày em không bước ra khỏi cửa luôn. Nói cho vẻ như mình phải đi ra ngoài xã hội chút xíu chứ. Xuống đây lạ môi trường á. Anh còn ba mẹ không? Mẹ anh mới mất. Mới mất được một năm rồi. Mẹ anh là sống 92 tuổi. Còn bố thì mất lâu. Dạ. Em thì chỉ có mẹ thôi. Mẹ có khỏe đâu? Mẹ em 67 tuổi. Mẹ cũng trẻ mà. Nhìn mẹ em già lắm, không được trẻ như anh. Mẹ có con gái khác, anh con trai khác. Trai bao giờ còn trẻ hơn, lâu hơn con gái. Con gái vất vả hơn. Chúng mình đến đây là có cái duyên rồi, bây giờ cho nhau cơ hội. Thấy chưa? Còn sau này thì để tìm hiểu đấy chứ. Em thì... Sao? Nhiều khi có cơ hội cũng là điều tốt và có khi chưa chắc nó là điều tốt. Thôi em cứ im lặng chẳng nói gì. Anh thích một người phụ nữ như thế nào? Anh thấy em là anh được rồi, anh thấy em là anh chấm rồi. Không, đó là anh nhìn bề ngoài thôi chứ chưa chắc bên trong. Thì nói, ví dụ như tính cách anh thích nói một người. Bây giờ bề ngoài thì anh nhìn như vậy là chấm rồi, anh chấm. Ví dụ như anh thích một người phải biết nội trợ phải... Không, nội trợ thì anh biết nấu, mà em nhà hàng thì chắc là em biết nấu. Em nhà hàng nhau, toàn bếp nấu cho em ăn luôn. Nhưng mà anh nấu cái gì anh nấu được. Còn ăn ngon mà anh? À, ăn ngon. Đồ ăn này là ngon lắm, nhà hàng này là ngon lắm. Em ăn ở đây là em ghiền luôn đó. Thế nãy giờ mình có tâm sự được nhiều hơn chưa? Thí dụ bây giờ mà hẹn hò nhau thì anh chị sẽ hẹn hò cái thời gian như thế nào? Cho bên nữ thôi. Bên nữ là sao? Thì giờ cổ làm việc vậy đó. Thì đó, bên nữ giờ... cho bên này thì lúc nào rồi. Bất kể cái làm việc mà nói bận công việc nghỉ cũng được. Dạ, thì có thể hẹn đã... buổi trưa từ 3 giờ, 5 giờ em có thể rảnh. Buổi trưa uống cà phê, được không anh? Thì em 11 giờ đến rồi, anh tới anh cũng tới. Buổi sáng từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ trưa em còn rảnh mà. Có nghĩa là sáng dậy, ăn sáng uống cà phê. Xong rồi công việc ai ấy làm trưa trưa rảnh thì mình hẹn ăn cơm trưa, cà phê. Thì chúng là anh hẹn lúc nào anh cũng có mặt. 12 giờ đêm em đói bụng quá em muốn ăn khuya. 12 giờ 1 giờ đêm tức là em gọi anh lên anh. Ta mở hết rồi còn gì nữa đúng không nè? Anh nhìn mong người con gái sống như dạng gì. Anh ghét nhất những người nào mà bảo thủ. Bảo thủ là sao anh? Bảo thủ tức là mình không chịu nhận sai của mình là bảo thủ. Mình sai mà cứ cố cãi là bảo thủ. Tại vì em thấy cái đúng cái sai là do mỗi người nhìn nhận cái vấn đề theo ý của mỗi người. Cho nên là có thể cái bảo thủ hoặc là cái lập trường, hai cái đó nó gần giống nhau, đúng không?
Không lập trường vì anh đảm bảo là anh mình mẹ được. Nhiều khi anh không đảm bảo mà anh vẫn cứ cố cãi là anh bảo thủ. Tức là mình sai cái gì mình phải nhận. Tức là anh sai cái gì em phải nói thẳng là anh thích. Chứ em cứ im lặng anh không thích. Nói thẳng để anh sửa đổi. Điều này nó đúng mà nó cũng không đúng. Giờ thời buổi nó mệt mỏi, áp lực công việc. Mà nếu bây giờ mình cứ im thì đối phương cũng chẳng biết đâu mà lần. Đôi lúc cũng phải có những cái góp ý thẳng thắn. Để mới người ta, nếu mà mình góp ý mà người ta không sửa thì cái đó là người ta không có sự chân thành. Nếu mình im mình không nói mà mình muốn người ta hiểu mình thì cũng khó. Thì đâu phải nói đó, dạ. Thế là phải nhưng, nói. Nhưng ngược lại, phụ nữ nó cũng có những cái rất là khó nói, rất là tế nhị. Thì mình cũng phải là nhạy cảm. Nếu mình yêu thương nhau thì mình cũng phải nhạy một chút. Đủ tinh tế. Đủ tinh tế để mình hiểu, để ví dụ như mình thấy. Để hiểu nhau, dạ. Mà thông cảm với nhau. Nhiều khi đừng chấp vặt. Mình thấy chấp là hay đi đổ vỡ. Em thì sống ở Đà Lạt cũng khá lâu, cho nên là cái bản chất của em nó hơi trầm một xíu. Nghĩa là em không được sôi nổi như người Sài Gòn. Thì anh cũng trầm tính mà. Bình thường ở nhà không nói gì đâu, im lặng, chả bao giờ nói câu. Ai hỏi thì nói. Chứ mình đi ra mình cần nói là mình phải nói. Còn nếu mình cần thì thôi. Em còn mẹ già, một con nhỏ. Không biết anh có đủ rộng lượng để mà cùng em, không, cùng ai em lo cho mẹ, hai người. Ai có mẹ già cả. Tức là ai có mình thì phải có mẹ già. Đúng không? Nha, tại vì nhà em là neo người, không có người. Cho nên là em phải tìm một người là phải đủ thông cảm, đủ tình yêu thương. Em không muốn làm mẹ em là gánh nặng của người khác. Nhưng mà với em thì đó là một trách nhiệm không bao giờ bỏ được. Với em còn một con gái, em phải ở chung. Tất nhiên là cái điều đó là chắc chắn rồi đấy. Vậy nhưng chả lẽ bỏ con được. Anh hiền lắm, anh nói thật. Mình thương thì nó đúng thương, rồi. Thương lại mình thôi. Với lại bây giờ thì mình là khi đã chấp nhận lấy thì mình phải chấp nhận những cái khó khăn của người ta. Dạ. Con bây giờ là cũng là đại học rồi. Cái đó chị thấy không có khó gì trơn á. Em quá lo xa rồi đó. Nhiều khi mình lo xa mình là làm mất cơ hội của mình. Có là điều hiển nhiên. Anh đến với tôi, anh phải chấp nhận hoàn cảnh của tôi như vậy. Nói chung là dù em có anh có bấm nút hay là không bấm nút, tại sao này em vẫn chúc anh là không bấm nút. Nói chung anh em không bấm nút, anh vẫn cứ bấm. Tìm vợ là mình phải bấm nút, còn người ta bấm hay không là quyền người ta. Đúng rồi anh. Đấy, anh vẫn cứ bấm bình thường. Dạ. Buồn thì tất nhiên phải buồn. Tại vì mình nói không buồn nên là mình nói dối với lòng mình. Đúng. Rồi mời anh chị đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại ạ. Sau 3 tiếng đếm của các tường, nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý thì chúng ta có quyền lấy tay ra. Dạ, mời anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Em vẫn cương quyết không bấm. Lý do gì ạ? Vì sao ạ? Chắc mình là lâu quá rồi em không còn yêu. Tin vào tình cảm nhiều ấy. Nên là em sợ mình phải có trách nhiệm với cái điều bây giờ mình phải làm ấy. Em xin lỗi, không phải đó là em, tùy không, em thôi. Em không chê anh một cái gì hết. Bởi vì em với em anh rất là, trong em anh hình thức hay là cách nói chuyện rất là ngay thẳng và rất là dễ thương. Nhưng mà em chắc có lẽ từ phía bản thân em á, chưa có tìm được cảm xúc của mình. Đúng rồi, Tường rất là buồn vì không có mai mối được cho hai anh chị. Nhưng mà cái cảm xúc thì khó nói lắm á. Tại vì nó không chạm được nhau thì Tường cũng chịu thôi. Tường thay mặt chương trình gửi đến cho mình một cái phần quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đừng có nghĩ nhiều quá, phải mở rộng lòng mình ra. Đôi lúc mới ở cái nhìn đầu tiên thì không có rung động được đâu. Tuổi mình bây giờ khó lắm, cũng phải cho mình cơ hội thử. Đâu em sợ em cho người đó cơ hội hay là em lại làm cho người đó bị tổn thương. Mình cho mình cơ hội trước đã, còn cái chuyện tổn thương tính sao. Mình cứ chưa yêu mình cứ sợ rủi nhưng không có được rồi người ta tổn thương. Nhưng bây giờ mình không được yêu là mình là đã thiệt thòi rồi. Em không chị Cát Tường một cái nữa. Được. Em rất là thích chị Cát Tường. Rồi cảm ơn em. Thật ra là hai đứa tôi bằng tuổi nha, tại tôi quen rồi đó. Thôi kệ, cố gắng lên, phải mở lòng mình ra ha. Sớm có tin vui nha. Rồi em cũng chúc anh là sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Thôi thì bây giờ dục tốc bất đạt, chậm mà nhiều khi nó chắc, chứ vội vàng mà không được thì cũng không phải. Nha anh nha. Cảm ơn anh chị đã đến với chương trình.
Buồn quá quý vị ơi, hôm nay mai mối không có thành rồi. Mặc dù đã cố gắng hết sức quý vị ạ, à, mọi người cũng thấy là Tường nỗ lực lắm đúng không? Nhưng mà cảm xúc là một cái điều không thể tránh khỏi trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng son Yurika Tô Son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.